Tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Dũng Lab. Hôm nay mình xin review cái sản phẩm đèn bàn LED của Liwa, có mẫu đèn máy là SQ-LI530. Đây là cái mẫu mới nhất của năm 2019. Ở phát triển năm 2019, Liwa đã ra cái sản phẩm đèn bóng LED này. Tuổi thọ của nó như nhà sản xuất công bố lên được đến 40.000 giờ. Đây, công suất tiêu thụ của nó chỉ có 7W. Điện sử dụng từ 90V đến 250V. Bên trong này nó có một cái mạch ổn áp. Mình giới thiệu sơ qua. Rồi mình sẽ bóc hộp cái sản phẩm ra cho mọi người xem nhá. Sau khi mà mình mở hộp thì bên trong cái sản phẩm của chúng ta là một cái chiếc đèn LED của Liwa, loại cao cấp nhất của hiện nay của sản phẩm đèn để bàn của Liwa, có màu ghi sáng. Tại phiên bản này nó có hai màu, màu ghi sáng và màu đen. Thì đây khách này người ta đang đặt màu ghi sáng nên mình sẽ mở cái màu ghi sáng mình review luôn. Trước video chúng ta đã nhìn thấy nó sẽ có hai cổng USB 1V, 5V, 1A và một cổng ổ cắm có nắp tre an toàn. Và công tắc mở đóng mở nguồn của cái đèn này, sản phẩm đèn này được bảo hành 4 năm. Đây là dưới đít này là tem bảo hành của nó, Made in Việt Nam, sản xuất của Liwa Nhật Linh sản xuất. Sau đây mình sẽ bật đèn nhé. Đấy, đèn sáng khi mà chúng ta gập vào như này thì nó sẽ có ánh sáng vàng, khi mà chúng ta mở ra thì nó sẽ chuyển ánh sáng trắng. Và cái có cái nút điều chỉnh độ sáng ở đây, chúng ta bấm vào đây, càng bấm nhiều thì nó càng sáng đến mức một mức nào nhất định của nó. Khi mà chúng ta cho xuống này và dấu trừ này thì ánh sáng nó giảm dần, gập vào thì lại chuyển đèn vàng. Khi mà chúng ta tăng hết cỡ lên này, khi mà tắt đi này, bật lên này, nó sáng, nó có cái cảm biến, dần dần nó thích nghi với trong cái phòng của chúng ta. Rồi muốn sáng mạnh thì chúng ta lại phải tăng lên. Rất hiện đại. Giá bán của sản phẩm này bên mình đang bán ra là 1.400.000, như trên website mình đang để là 1.400.000. Giá bán này bao gồm phí vận chuyển. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ bên mình nhé, hoặc vào website ornapliwanhatlinh.com. Đấy, rất sang trọng. Mình quay qua video giới thiệu mọi người thôi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.